Khi mua hàng các bạn quan tâm nhất là điều gì? Có phải đầu tiên là giá cả phải hợp túi tiền sau đó mới quan tâm đến chất lượng phải không? Nắm được tâm lý đó của khách hàng, suốt 3 năm trong cái nghề mang đến sự thoải mái cho mọi người, mình luôn suy nghĩ làm sao để giảm tối đa các chi phí, từ trả giá với các thương lái cung cấp nguyên vật liệu, rồi đến khâu vận chuyển cho đến cuối cùng là khâu đóng gói. Nhưng nhất quyết không thể quên đó là chất lượng của sản phẩm. Và hôm nay bản thân rất vui vì đã về được 5 con máy sấy dạng trứng với giá cả hợp lý cho các sen. Chỉ với 10 lần đi spa cao cấp là các sen đã có thể sở hữu một em như thế này. Lồng sấy dạng trứng là lồng sấy thuộc phân khúc hạng trung trong dòng nhập khẩu của hãng SIGG với công suất 1000W, 4 chế độ sấy, khử khuẩn ozone và kích thước không quá lớn, không chiếm quá nhiều không gian trong gia đình. Đây thật là một sự lựa chọn phù hợp với các sen chỉ nuôi 1 đến 2 bé làm cảnh. Kênh Lồng Sấy Mèo rất vui nếu các bạn ghé xem các sản phẩm của mình, cùng nhau bàn luận nâng cao chất lượng và rất mong nhận được một team của các sen. Bạn nào quan tâm mẫu lồng này hãy để lại một bình luận, mình sẽ trả lời ở video kế tiếp nhé. Hoặc liên hệ Zalo 0327072422 ở góc dưới màn hình để cùng trò chuyện. Lồng sấy mèo có hình dạng của trứng, kích thước 55x45x45 bằng nhựa ABS màu trắng, có hai màu là màu vàng và trắng. Một lần sấy có thể chứa vừa hai bé 6kg. Lồng có 5 chế độ sấy khác nhau, trong đó chế độ đầu là chế độ mùa đông, có nghĩa là bên ngoài thời tiết lạnh thì ở chế độ này nhiệt độ chỉ cho phép chỉnh từ 16 đến 32 độ, quạt cố định ở mức 3, ngược lại. Chế độ thứ hai dành cho mùa hè và chế độ thứ ba thứ tư là tùy chỉnh. Ở chế độ này các bạn có thể chỉnh nhiệt độ, thời gian và tốc độ quạt gió. Nút cuối cùng chỉnh ánh sáng trong lồng với 5 mức sáng khác nhau. Và chế độ cuối cùng là khử khuẩn ozone khi không có mèo, giúp các bạn làm sạch khuẩn trong lồng cũng như làm sạch đồ chơi, khăn tắm của các bé.